Võ Thần Chúa Tể chương năm 5877, Ảnh Hỏa. Tần Trần nói, đều lại nói từng cái nho nhỏ ảnh tộc tộc tổ đáng giá ta chạy sao? Ma Lệ, Ê. Đương nhiên. Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ, đề quan trọng nhất là nếu như ngươi chết ai tới thay ta cổng nội. Ma Lệ, hỏi chấm. Đối diện, ảnh tộc tộc tổ sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống, đời không đi. Khóe miệng của hắn phát họa băng lãnh, Đi vậy ngươi sẽ phải có tư thái chết chuẩn bị, ảnh hỏa. Oanh Giống như hư hại u ám thế giới bây giờ có một chút đen như mực ám u ảnh hỏa trong hư không chậm rãi lan tràn ra, cái này u ám hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ hướng tầng trần mấy người, phản phất từ trong cái bóng xuất hiện đồng dạng căn bản muốn tránh cũng không được. Trong phút chốc đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt tràn ngập bên trên tầng trần cùng ma lệ thân thể, mà cái kia tạp bố lỗ sớm đã dọa đến trốn ở xó xỉnh nhưng đồng dạng có bóng hỏa tràn ngập bên trên thân thể của nó, tử hải chi lực tần trần nhìn xem những cái kia u ám hỏa diễm thể nội một đạo đáng sợ hắc sắc hải dương lan tràn ra tràn ngập ở chính mình cũng bọc lại tạp bố lỗ những thứ này hắc sắc hải dương cấp tốc chảy xuôi trong nháy mắt chạm đến những cái kia u ám hỏa ảnh suy 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 bóng người màu đen hỏa diễm thiêu đốt bọc lại tần trần cùng tạp bố lỗ cũng tương tự có u ám hỏa diễm bao phủ lại ma lệ tần trần hắc sắc hải dương cấp tốc bao khỏa đi qua mỗi một phần hỏa diễm đều có đại dương màu đen bao khỏa những thứ này đại dương màu đen chính là trong cơ thể của tần trần tử hải chi lực kết hợp dương gian vũ trụ hải quy tắc sau đó chỗ biến hóa ra kinh khủng sát lục chi hải nhìn như lan tràn đi qua đại dương màu đen không nhiều nhưng trên thực tế ẩn chứa sức mạnh lại là vô cùng kinh khủng càng là ẩn chứa cực kỳ dọa người số lượng tần trần rất rõ ràng ưu thế của mình âm dương dung hợp cao duy thân thể cùng với truyền thừa từ nghịch sát thần đế tiền bối tử hải chi lực Nghiệt sát thần đế tiền bối, chính là có thể đi theo thâm uyên khoái động cực lớn phong ba minh thần, cùng với diệt đạo chủ bực này cường giả giao phong kinh khủng tồn tại là cao duy thần đế bên trong người nổi bật. Hắn truyền thừa xuống sức mạnh tần trần chỉ là không cách nào toàn bộ điều động trong đó uy năng mà thôi, là thật uy năng sức mạnh viễn siêu bất luận người nào tưởng tượng. Ta! Vậy mà một chút cũng không có cảm nhận được tổn thương. Tạp bố lỗ cảm thụ được thân thể của mình bốn phía đại dương màu đen, đại dương kia giống như ấm áp nước ối bao quanh hắn, nguyên bản để cho linh hồn hắn cùng nhục thân đều cảm nhận được tim đập nhanh ảnh hỏa hiện tại càng là không cách nào mang đến cho hắn một chút xíu tổn thương cái này khiến hắn làm sao không kinh dù sao ảnh tộc tộc tổ ảnh hỏa thanh danh tại ngoại uy lực khủng bố đủ để dễ dàng chôn vùi bất luận cái gì đỉnh phong cấp đại đế tồn tại bình thường thần đế đều phải cẩn thận để tránh bị thiêu đốt thành hư vô nhưng tại ở dưới hát sắc đại dương hắn càng là hoàn toàn không có chịu đến nửa điểm tổn thương cái này đã hoàn toàn lật đổ hắn nhận thức Tiền bối vẫn là đỉnh phong đại đế cảnh giới sau. Tạp bố lỗ một mặt ngốc trệ, Tần Trần bày ra thực lực đã vượt xa khỏi hắn nhận thức, mà đổi thành một bên ma lệ cũng bị cái này u ám ảnh họa gói ở nhục thân hắn ha mộ mắt nhìn Tần Trần thả ra đại dương màu đen, chỉ có thể bất đắc dĩ thôi động thể nội một tia thâm uyên chi lực lấy cái này hư giới tầng sức mạnh kết cấu hiện ra. Quanh, mền mông hắc ám ma khí quanh quẩn cũng là chặn lại ảnh tộc tộc tổ công kích. Ân. Ừ cái này đại dương màu đen đến tột cùng là cái nào bí pháp còn có cái này hắc ám ma khí chi lực có thể ngăn cản được ta ảnh hỏa ảnh tộc tộc tổ chấn kinh hắn có thể cảm giác được chính mình ảnh hỏa chi lực căn bản không đã thương được những thứ này đại dương màu đen chính mình ảnh hỏa thiêu đốt sau đó liền như là khối sắt nóng bỏng đặt trên khối băng lớn căn bản là không có cách chôn vùi đến bên trong bản nguyên đây chính là thần đế cấp hỏa diễm a Ta cũng không tin với lực lượng của các ngươi thật có thể ngăn cản được ta vô tận ảnh hỏa ăn mòn, lên. Vô cùng vô tận hỏa diễm chi lực không ngừng trút xuống hướng tầng trần đám người. Ha ha. Tầng trần cười, dậy tử hải, xuất. Âm âm. So trước đó nồng đậm bên trên gấp mười 10, gấp trăm lần tử hải đại dương mênh mông đổ xuống, trùng trùng điệp điệp bao phủ hết thảy, đem tất cả hỏa diễm tất cả đều bao khỏa trong đó. Nhiều như vậy ảnh tộc tộc tổ ánh mắt bỗng dưng trận tròn vốn cho rằng tầng trần thi triển ra đại dương mênh mông có hạn chế không nghĩ tới càng là trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận như thế ảnh châm tật suy 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 tại cái này vô tận màu đen hỏa diễm bên trong đột nhiên xuất hiện từng cây màu đen u châm những thứ này u châm trống rỗng xuất hiện xuất hiện thời điểm liền đã ở tầng trần trước người hư hết thảy 18 mai hắc châm phân biệt phóng tới tầng trần cùng ma lệ hai người 18 mai hắc chăm lẫn nhau phối hợp bọn chúng kinh khủng oanh kích lại phản phất, như nước chảy liên miên bất tuyệt mang tới sức mạnh hủy diệt xông vào trong cơ thể của tần trần cùng ma lệ muốn triệt để phá hủy hai người nhục thân. Hơn nữa mỗi một mai hắc chăm còn có độc quỷ dị lan tràn ra thẩm thấu tần trần cùng ma lệ thần thể, ăn mòn hai người ý thức. Ân. Ừ. Đại đạo độc tố. Tần trần phát giác trong mắt nổi lên vẻ kinh ngạc, đây đây là một loại có thể ô nhiễm đại đạo pháp tác bản nguyên độc tố tự hồ có thể ảnh hưởng thể nội pháp tác bản nguyên kết cấu đối nó tiến hành trên kết cấu phá hủy. Trong cơ thể của tần trần đại đạo pháp tác bản nguyên tại này cổ độc tố phía dưới càng là hiện ra từng đạo tổn thương. Dù sao tần trần bây giờ vẹn vẹn đỉnh phong đại đế tại pháp tác bản nguyên phía trên so sánh với thần đế sẽ có một chút khiếm khuyết. Dùng thâm uyên kết cấu thử xem. Cảm giác trong cơ thể mình có chút muốn sụp đổ pháp tác bản nguyên, tần trần bỗng dưng dẫn động trong cơ thể mình pháp tắc kết cấu diễn hóa ra thâm uyên kết cấu bộ dáng. Một bên khác ma lệ cũng là làm ra lựa chọn giống vậy, xem như thâm uyên nhất tộc vũ trụ hải giỏi nhất ô nhiễm cùng ăn mòn những lực lượng khác thâm uyên chi lực. Cái này một ti bị độc tố ăn mòn đi ra ngoài tổn thương nhanh chóng bắt đầu bù đắp mà lên. 18 hát châm từ bốn phương tám hướng oanh kích tần trần cùng ma lệ ngạnh sinh sinh gặp chín cái hát châm xuyên thấu, thân hình cũng không khỏi lão đảo có chút chật vật trên thân cũng xuất hiện rất nhiều vết thương chỉ là vết thương trong nháy mắt liền khép lại. Cuồn cuộn bản nguyên chi lực khuấy động, cấp tốc đem tầng trần vết thương trên người cho tu bổ. Luận bản nguyên hùng hậu trình độ tần trần mặc dù vẻn vẹn đỉnh phong đại đế nhưng so với đồng dạng thần đế cũng không chút nào yếu. Tại ta ảnh hỏa thiêu đốt phía dưới lại chúng ta hắc châm độc tố lại còn có thể chống đỡ được. Ảnh tộc tộc tổ quan sát đến cái màn này đều nhanh mộng. Cái này, cái này thật chỉ là đỉnh phong đại đế. Phải biết cái này ảnh thiên thế giới, ảnh hỏa cùng pháp tác độc tố hắc châm là hắn kinh điển tam đại thủ đoạn cùng tuyệt chiêu, coi như là bình thường thần đế cường giả cũng đủ giao phong một chút, nhưng bây giờ càng là không thể cầm xuống hai cái đỉnh phong đại đế. Khai cái gì vũ trụ hải nói đùa? Liền chút thủ đoạn này. Tân Trần cười lạnh, tại vô tận hỏa diễm bên trong ngẩng đầu, vô tận màu đen u hỏa chiếu rọi ra khuôn mặt của hắn hướng về phía trước, ảnh tộc tộc tổ đột nhiên hóa trảo nhô ra phía trước một mực là ngươi tại động thủ bây giờ cũng nên đến phiên chúng ta ra tay rồi oanh một cổ đáng sợ không gian xuyên thấu chi lực trong nháy mắt tràn ngập ảnh tộc tộc tổ lồng ngực cùng lúc đó oanh ma lệ thân hình cũng động trong chốc lát hóa thành một đạo đen như mực lưu quang tiêu thất tại chỗ sau đó xuất hiện ở trước người ảnh tộc tộc tổ bạn đang nghe truyện tại tán tu chúc bạn nghe truyện vui vẻ